Trong tháng, các quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và đối tượng phục vụ. Lượng thông tin đăng tải trên ấn phẩm ngày càng phong phú, đa dạng và hấp dẫn, phản ánh tích cực toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội. Đó là đánh giá được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11 được tổ chức vào chiều ngày 1 tháng 12. Dự hội nghị có lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh, các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo tỉnh. Nhiều sự kiện chính trị thời sự được phản ánh đậm nét như bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Sơn La, kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam tuyên truyền các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 năm 2022 và các vấn đề sự kiện quan trọng nổi bật khác trong tháng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12, lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13 Kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 các hoạt động trước trong và sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 tiếp tục thông tin tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2022 của các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh, đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc lịch sử, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, nhà nước.